Từ hàng ngàn năm nay, sự vận động phát triển của tỉnh Hưng Yên luôn gắn liền với Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Cho đến hôm nay, vị thế thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến vẫn được tiếp nối khi Hưng Yên đang có chung khát vọng góp phần cùng với thủ đô làm nên kỳ tích sông Hồng. Và để hiện thực hóa khát vọng này, Hà Nội cùng Hưng Yên đang có sự kết nối mạnh mẽ, nhất là về hệ thống giao thông với hàng loạt cầu lớn vượt sông Hồng, trực tiếp nối liền hai mảnh đất giàu truyền thống văn hiến. Có nhiều con đường từ Hưng Yên để đến với trái tim của cả nước. Tuy nhiên, chủ yếu từ hướng quốc lộ 5 qua cầu Trương Tương hay hướng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên qua cầu Thanh Trì-Vĩnh Tuy. Vì vậy, ba cầu lớn là Ngọc Hồi, Mễ Sở-Phú Xuyên được xây dựng trên các trục vành đai, cao tốc cùng cầu Đông Ninh-Mai Động theo các tuyến quốc lộ đường tỉnh sẽ trực tiếp kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội qua sông Hồng. Hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang Đông Tây qua sông Hồng sẽ được khắc phục, mở thêm nhiều cửa ngõ phát triển cho cả Hà Nội và Hưng Yên. Trong tương lai, những bến đò ngang qua sông Hồng như thế này có thể chỉ còn là hoài niệm. Sông Hồng giáp ranh giữa Hưng Yên và Hà Nội thì đây cũng là một cách trở sự kết nối giữa hai bên. Thì trong quy hoạch của tỉnh Hưng Yên thì cũng đã xác định bố trí là 5 cái cầu qua sông Hồng. Đây cũng là cái khắc phục toàn bộ những hạn chế là trước đây. Trước đây thì cái việc mà kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội thì nó chưa được trực tiếp. Và hiện nay giờ thì có 5 cầu này thì sẽ kết nối trực tiếp được các cái trục giao thông chính của Hưng Yên với cả thủ đô Hà Nội. Cầu Ngọc Hồi đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trên vành đai 3,5 kết nối từ quốc lộ 5 ở huyện Văn Lâm qua các đại đô thị Ocean Park 2 và 3, Eco Park ở huyện Phan Tang, Tăng huyện Thường Tín của Hà Nội và kết nối với đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32. Cầu Mễ Sở chuẩn bị được khởi công nằm trên đường vành đai 4 sẽ kiến tạo không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô. Cầu Phú Xuyên hay còn gọi là cầu Chí Tân có quy hoạch xây dựng sẽ nằm trên cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, kết nối từ vành đai 5 tới nút giao Lý Thường Kiệt ở tỉnh Hưng Yên. Cầu Đông Ninh theo đường tỉnh 383 và cầu Mai Động theo quốc lộ 38C cũng sẽ kết nối Hưng Yên với vùng Đông Nam Hà Nội. Gần Hà Nội nhưng phải có hạ tầng kết nối với Hà Nội. Đó là yêu cầu bắt buộc khi quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 lấy phát huy lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp với thủ đô là quan điểm phát triển hàng đầu. Đặc biệt cái lợi thế của Hưng Yên ấy, cạnh Hà Nội, sát Hà Nội, cái vị thế đấy, một cái lợi thế lan tỏa. Những cái tuyến đường nó giúp cho Hưng Yên ấy, có thể là tạo ra được một cái khả năng cộng hưởng sức mạnh. Hưng Yên là nhiều cái địa điểm, nhiều huyện thị gần Hà Nội hơn cả Hà Nội. Nhưng vấn đề là nó phải có đường. Nó không có đường thì mình nhìn trên bản đồ thì nó rất gần, nhưng mà không có đường thì nó vẫn rất xa. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có cái tư duy mới là làm sao kết nối được giao thông của Hưng Yên với lại các tỉnh trong vùng và với vùng, với cả nước và cả nước với lại quốc tế. Thế là coi như chúng ta phát triển. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên cũng lấy đường kết nối di sản dọc sông Hồng là một trong ba trục phát triển của tỉnh, là khu vực tập trung phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, thể thao, giải trí hiện đại. Không chỉ chung một dòng sông, Hà Nội và Hưng Yên đang cùng một mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thông minh, đáng sống hai bên sông Hồng.